bảy tư biết như cái máy này là bác thấy rồi mà xin chào các bạn nha, mình đang ở đây đang ở kinh giới Cam Việt các bạn. Ở đây có con đôi sơ 73. Ông chủ này thì đôi sơ 73 ống 2 cây. Cái này chưa có nói hàm các bạn ơi, cái này là 70 lút. Rồi. Chưa nói hàm. Thì tốc độ ghê lắm. Tốc độ đầu các bạn ơi. Con này dạng như chỉ lên nhà binh tốc độ thôi, tốc độ này ghê lắm. Con này hàm viên hàm 70 em tôi xe 73 chị tốc độ ốc hỏi các bạn ngang ngửa đây xe 93 các bạn ơi. Đây mình đang ở ranh giới Cam Việt quá chạy rồi, quỷ khóc hàng sầu thiệt. Động này có vài con máy dữ các bạn. Ở đằng kia có con DC 73 nó binh hàm đấu lên hàm 95. Con này ảnh của ảnh luôn mà ảnh chưa có đấu. Rồi. Cái bao à. Con này bên tốc độ chạy đã lắm. DC 73 này 70 lút đời 2016. Này cũng cái tem à, cái tem dán các bạn. Đó, tốc độ ốc nổi lắm các bạn ơi. Cái này hàm viên. Đi xe qua bên tốc độ. Ghê không? Quá dữ các bạn ơi, chạy kìa. Một viên hàng nữa các bạn ơi. Ở trong đây các bạn nhìn trong ánh xa nó gì ha, chứ ra ngoài nhìn rất là nhanh luôn. Nhanh không kể luôn các bạn. Quá dữ. Con này dạng như hàng con này là binh, cái này như chạy bánh chín các bạn ơi. Mà tốc độ 70 lút thì nó nhanh sẵn rồi. Con này trọng lượng 3 tấn 30 kg gì đó. 3 tấn 30, 3 tấn 80 kg gì đó các bạn ơi. Không phải 2 tấn mấy đâu nha, không có máy 70 biết nhiêu chứ máy này là 3 tấn mấy đâu các bạn ơi. 3 tấn. Hoa của chúng ta ghê không. Rồi anh chị ra các bạn ơi, quay YouTube anh ơi. Dạ đây ghê không. Quá tốc độ luôn anh em ơi. Yeah.
quá. Con này dạng tốc độ này là binh dữ lắm mới được gì đó anh em. Chạy một dây hàng dây tốc độ riêng của nó mà trên dây có 1m85. Còn binh kiểu này lên chắc 2 mét mấy. 2 mét lẻ mấy rồi anh em, mà ngang ngang với DC93 2m9 à. Ghê quá. Rồi, ghê không? Máy không bựa nha. 70 lút bình cái này phải lút thường vậy anh em ơi, không có đi server. Quá tốc độ anh em ơi. Ok. Con này mà gắn thêm đấu em muli tắt 2 năm nữa chắc chạy xé gió luôn. Này chưa có nói hàm nha. Anh này 73 này chưa nói hàm. Còn con 73 nói hàm là con kia kìa các bạn ơi. Tốc độ không nhanh mà con này. Còn cái hàm nó to hơn. Rồi chưa lam nè, còn lam nè các bạn. Này lam không hết, này, 2 lam thì nó dư hơi nhiều, nó dư. Đó. Con này tốc độ ghê đó các bạn ơi. Không nổi lắm. Do. Tốc độ DC93 các bạn ơi. Độ quá nhanh, con này ông chủ này ông Bình Hàm. Đây DC73. Quá ghê. Rồi làm xong phim. Rồi dĩ hằng tốc độ 70 bây giờ binh tốc độ cũng nhiều đó các bạn ơi. Mà mấy máy ít binh. Hồi này ông binh cái chạy quá dữ. Này tiếng hồ chính công phải ghe các bạn ơi. Ở kia không có con đây cho bản 3 đó, con đó mình cũng quay rồi. Nó chạy hàm 95. Đó. Rồi chạy quay con tổn kìa quá. Ghê không? Quá trời tốc độ. Để chỗ này ai chịu nổi rồi. Để chỗ này là đó cái casino các bạn. Cái casino Vĩnh Gia. Con này dạng như thằng VIP. Hiếm chung hiếm các bạn ơi. Có tem siêu độc siêu lạ luôn. Máy này nghe nó bán kêu bán các bạn ơi. 300 mấy đó. Máy này bên chính chạy à. Này đời 2017 qua 70 lút này bà bảo hẩm mình có quay rồi, nhưng 70 lút thường không có đi server các bạn. Đất ở đây thì nói chung không có đúng lầy. Đây đất ở đây thì nó khô gan à, nhắc à. Chạy đường xong phiên đó. Con tốc độ đi DC73 này ghê thiệt chứ. Này giống như bên DC73 thì các bạn ơi, tại 70 chạy luôn gì đâu phải không? DC73 chạy gì rồi.
giới cam Việt các bạn. Quá dữ. Bụi à. Ghê không? Mà cùi dêu dêu à.